Quán sát năm uẩn đều như việc huyễn, giới như rắn độc, xứ như không tụ, tất cả các pháp như huyễn như diệm, như trăng trong nước, như mộng, như bóng, như tiếng vang, như hình tượng, như vẽ giữa hư không, như vòng lửa quay, như màu sắc cầu vồng, như ánh sáng mặt trời, mặt trăng, không tướng, không hình, chẳng thường, chẳng đoạn, chẳng đến, chẳng đi, cũng không chỗ trụ. Quán sát như vậy thì sẽ biết tất cả các pháp không sinh, không diệt. Đó là trí huệ công cụ trợ đạo thứ bảy, vì biết tất cả pháp tánh vắng lặng. Đại Bồ Tát nghe tất cả pháp không có cái ta, không chúng sinh, không thọ giả, không người, không tâm, không cảnh, không tham sân si, không thân, không vật, không chủ, không đãi, không chấp, không hành. Như vậy tất cả đều không chỗ có, đều quy về tịch diệt, nghe rồi tin sâu, chẳng nghi, chẳng chê bai. Đó là trí huệ công cụ trợ đạo thứ tám, vì dùng sự thành tựu viên mãn, sự hiểu biết. Đại Bồ Tát khéo điều các căn, như lý tu hành, luôn trụ chỉ quán, tâm ý vắng lặng, tất cả động niệm thảy đều chẳng sinh, không ta, không người, không làm, không hành, không chấp tưởng cái ta, không chấp nghiệp của ta, không có tỉ vết, không có rạn nứt, cũng không có đắc được nhẫn nơi đây, thân lời ý nghiệp, không đến không đi, không có tinh tấn, cũng không có dũng mãnh, quán tất cả chúng sinh, tất cả các pháp, tâm đều bình đẳng mà không chỗ trụ, chẳng bờ này, chẳng bờ kia, tánh đó đây đều lìa, không chỗ đến, không chỗ đi, thường dùng trí huệ tư duy như vậy. Đó là trí huệ công cụ trợ đạo thứ 9, vì đến nơi bờ kia tướng phân biệt. Vì Đại Bồ Tát thấy pháp duyên khởi, nên thấy pháp thanh tịnh. Vì thấy pháp thanh tịnh, nên thấy cõi nước thanh tịnh. Vì thấy cõi nước thanh tịnh, nên thấy hư không thanh tịnh. Vì thấy hư không thanh tịnh, nên thấy pháp giới thanh tịnh. Vì thấy pháp giới thanh tịnh, nên thấy trí huệ thanh tịnh. Đó là trí huệ công cụ trợ đạo thứ 10, vì tu hành tích tập nhất thiết trí. Phật tử, đó là 10 thứ trí huệ công cụ trợ đạo của Đại Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được trí huệ vi diệu thanh tịnh nơi tất cả các pháp của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ minh túc. Những gì là 10? Đó là minh túc khéo phân biệt các pháp, minh túc chẳng chấp trước các pháp, minh túc lìa kiến điên đảo, minh túc trí huệ quang minh chiếu các căn, minh túc khéo phát khởi chánh tinh tấn, minh túc hay vào sâu chân đế trí, minh túc diệt phiền não nghiệp thành tựu tận trí vô sanh trí, minh túc thiên nhãn trí khắp quán sát, minh túc túc trụ niệm biết thuở xưa thanh tịnh, minh túc lậu tận thần thông trí đoạn chúng sinh các lậu. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được đại quang minh vô thượng nơi tất cả Phật pháp của Như Lai.